Các bạn, trên tay mình hiện tại là chiếc CV2 các bạn nhé. Và bản quốc tế của nó là Mi Va Lite. Chiếc máy này thì mình thanh lý rất là nhiều lần bởi vì nó bị ế đúng không? Mình bán thì cũng gần hết rồi, chỉ còn một chiếc này thôi. Và một phần nó bị ế là do nó không có ROM quốc tế. Nên là mình rất là ngại với anh em đã từng mua máy với mình. Có nghĩa là khi mà cài ROM quốc tế của Mi Va Lite vào ấy, thì nó sẽ bị lỗi camera. Chiếc máy này thì thông số camera nó khác Mi Va Lite, còn toàn bộ những thứ khác là giống hệt. Nên là khi chúng ta cài ROM quốc tế vào thì nó sẽ bị lỗi camera. Chính vì vậy mình rất là ngại và mình đã nhờ một bạn bạn làm cho mình một cái ROM rất là ngon lành nhé. Mà ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái ROM đó cho các bạn. Thế nên là bạn nào đã mua máy bên mình ấy, chiếc CV2 này mà cần cài ROM như thế này thì các bạn liên hệ với mình ngay. Nếu các bạn ở xa thì mình sẽ cài online, các bạn chỉ cần cái máy tính thôi, mình sẽ cài được cho các bạn nhé. Đó, thì bây giờ các bạn vào đây mình sẽ cho xem cái ROM này sẽ là ngon như nào nhá. Đây các bạn này, đó, chiếc CV2 nhá, ROM quốc tế rất là ngon rồi. Khi mà chúng ta cài ROM quốc tế thì nó hay bị lỗi camera, nhưng mà chiếc máy này thì chúng ta dùng camera bình thường nhé. Đây, các bạn nhìn này. Đó, camera X1 hay 2 hoàn toàn bình thường này. Đó, chuyển sang camera trước không vấn đề gì này. Đó, có nghĩa là camera sẽ rất là ngon và đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt rồi đấy nhá. Đó, các bạn nhìn nhá. Đó, đầy đủ hết rồi, các bạn nhìn nhá, đầy đủ hết rồi này. Đó. Đây, vào phần mình sẽ vào phần cài đặt xem thông tin ROM nhá. Đây các bạn nhá. Đây các bạn này, đó, trong thông tin nhá thì điện thoại là CV2 này, RAM 8 GB. Đó, cộng thêm 3 GB bộ trong của nó là 256 GB nhá. Các bạn nhìn đây, Android 13 này. Chip Snapdragon 7 đấy. Các bạn nhìn nhá. Đó, tất cả các tiếng Việt sẽ là full hết. Và điều đặc biệt đấy, nó sẽ không bị chậm thông báo, nó không bị chậm thông báo này, nó có ghi âm cuộc gọi này. Đó. Khác trong quốc tế là ghi âm cuộc gọi sẽ thông báo, mà chiếc máy này chúng ta sẽ ghi âm cuộc gọi tự động và sẽ không thông báo. Phông chữ rất là đẹp chứ không như ROM EU thì phông chữ nó sẽ hơi bị xấu, nhưng phông chữ này đẹp luôn. Đó. Thế là bạn nào đang dùng chiếc CV2 này nhá, mà mua bên mình ấy, thì các bạn phải liên hệ ngay, mình sẽ cài online cho các bạn bản ROM này. Hoặc là bạn nào đang cân nhắc cái việc mua Xiaomi mà nó không có ROM quốc tế thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình, bởi vì mình còn một chiếc này và mình sẽ lấy thêm để bán cho các bạn, bởi vì giờ ROM ngon rồi không phải suy nghĩ nữa đúng không? Họ giá chỉ hơn 6 triệu thôi, các bạn liên hệ mình ngay theo số điện thoại 088 888 641 hoặc là comment dưới video này, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ bên mình là 170 Lạch Tray nha.